Rồi đầu video mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đang xem nha. Bây giờ là gần 11 giờ trưa. Hai gia đình đang đi về Phú Yên. Sẽ ghé vịnh Vũng Gô trước để ăn hải sản. Bây giờ trên xe ai cũng mệt mỏi ngủ rồi. Tài xế chính và tài xế phụ vẫn còn thức. Mình đang đi ngang ngay chỗ này gọi là thị trấn Vạn Giả. Đây là thị trấn Vạn Giả. Vạn Giả Vạn Ninh. Vạn Giả Vạn Ninh thuộc tỉnh Khánh Hòa luôn. Cái xăng kìa. Cái xăng nó nằm hơi chịch vậy, nó nằm ở bên cây cầu. Chưa có cây xăng nữa hay gì đó. Thôi đi đi, không phải nắng bể đầu. Hồi mấy năm trước đi thì mưa quá không nghe. Sáng nay mà không mưa đâu, mưa dữ lắm. Tới chừng nắng cũng ngán luôn. Giờ ghé cây xăng đổ xăng với lại đi vệ sinh. Mọi người đều còn đang ngủ. Ngủ mở mắt ra đi. Ông Mỹ đi ngủ được ghê. Cái này là cái dạ cầu. Thì cái đó là mình đi vô đường cao tốc. Mình đi đèo cả, đi qua hầm. Còn cái này là mình đi đường quốc lộ 1 để mình đi leo đèo qua vịnh Vũng Gô. Tại vì vịnh Vũng Gô là mình đi nửa đèo cả, mình quẹo tay phải hướng ra biển. Tại hồi 3 năm mấy trước mình có đi một lần á, nhưng mà lúc đó mình đi từ Phú Yên ra chứ không phải là đi từ từ trong đây ra. Alo. Được em. Rồi trời cái bãi biển Quan Sơn mà đẹp kìa. Ồ trời ơi, mà giờ này nắng lắm. Cái này là để mình search coi cái này là bãi biển gì. Cổ Mã. Cổ Mã hả? Chỗ này là cái địa Cổ Mã. Cái địa danh của nó là Cổ Mã. Chắc bãi biển nó không tên vậy luôn. Nhưng mà giờ này nắng lắm, thấy đẹp đẹp chứ không thể nào mà ghé lại mà tắm được hết. Cho nên mình tiếp tục mình đi, chiều mình mới tắm. Đây có xe khách nó dừng à. Mình đi như vậy lần sau mình mới rút kinh nghiệm là mình biết là chỗ nào nó có cái bãi đẹp. Ở đây là Đại Lãnh nha quý cô chú anh chị và các bạn. Đại Lãnh, biển Đại Lãnh cũng khá là đẹp. Thì cái vùng này nó cũng không gần gần ra vịnh Vũng Gô à. Rồi
Rồi bây giờ xe đang leo dốc đèo cả nha. Cái biển Đại Lãnh phía bên đó đang leo dốc đèo cả. Đi khoảng nửa đèo. Đèo cả này với chiều dài 12 cây số. Mình đi khoảng nửa đèo thì mình rẽ phải xuống cái vịnh Dũng Gô. Ở cái vịnh đó thì nó nằm phức sau mấy cái ngọn núi cho nên là không có gió, không có sóng to cho nên là người ta nuôi hải sản rất là nhiều. Ở ngoài đó hình như là Hòn Ngang đó. Vậy là thua rồi đó ha chị hai. Bên kia là cái hòn, bên kia là cái hòn gì nhỏ nhỏ ở trên đèo cho nên ngắm được rất là nhiều cảnh đẹp. Rồi tới địa phận Phú Yên. Ôi ôi nhìn xuống biển kìa. Đang trên đèo. Đang ở trên đèo cả thôi. Ở đây mình có thể nhìn thấy vịnh Dũng Gô luôn á. Phía bên đó đó. Đó có tàu thuyền đậu bên đó. Đó, bè đồ nhóc trơn. Đèo, đèo Hải Văn thì nó cũng vậy nhưng có cái nó cao. À, đây nhìn thấy cái hòn đảo đó kìa. Ờ, cái đảo đó chắc đảo Hòn Mưa quá. Rồi, đảo Hòn Mưa, Hòn Nưa. Hòn Nưa chứ không phải Hòn Mưa. Rồi mình ra cái đảo đó đó, mình chơi. Cái vịnh đó hai mươi năm trước mình đã từng chạy đèo này ha, bây giờ là mới lần thứ hai. 3.5 trước mình từng chạy đèo này, giờ cũng là lần thứ hai. Đèo bốn mình làm cuốc nữa. Nó đẹp không bự lên, em nói chị đi ra đây không có sai lầm đâu. Nó Trung Quốc. Đầu đá, không phải là chất quốc là tại vì mình không có hiểu được cái thổ nhưỡng đồ. Cái nắng đi nghe đẹp quá mình mới đi cho biết thôi. À, cái nắng Nha Trang. Đá đẹp ra đây chỉ mới thấy mấy cái cảnh này thôi, Nha Trang đâu có đâu. Nha Trang có mà tại mình không có đi. Sao mà thấy đông người cái hết. Tại vì nó ngay cái thành phố ấy, còn cái này thì ngay Tuy Hòa cũng ngay thành phố, còn cái này là cái vùng giống như vùng thôn quê của cái tỉnh Phú Yên thôi. Rồi mình sẽ phải vào quốc lộ 29 nha. Dũng Gô nó có để cái bảng luôn, di tích lịch sử Dũng Gô mũi Đại Lãnh Bãi Môn, đi khoảng 10 km. Đây là cái biển Đại Lãnh nó cách đây 10 km. Tôi nói gì vậy? Đi tiếp quốc lộ 29 3 km nữa. Hôm kia tôi đi đường này tôi chạy lúc lên cảng, tôi không biết đường đi đâu, chỉ là cảng đi hỏi thăm ta tùm lum. Đình làng Dũng Gô. Nó lên đây nè, nhìn xuống bên tay phải, chạy chậm chậm cho vợ ông chụp đi. Nó xích lên, xích lên, xích lên trên giữa. Nghe cua. Đây là vịnh Dũng Gô nha. Mũi
người ơi. Tàu thuyền với lại bè nuôi thủy hải sản thôi. Cái hòn hồi nãy mình chạy ngang mình không biết hòn gì đó, là mình coi là hòn nưa. Hòn trắng trắng đó hả? Hòn nưa chứ không phải là hòn mưa. Là ưa nưa. Đúng rồi. Đó, ở phía trước kìa, quá trời luôn kìa, thấy không? Bè. Ở xuống lội qua. Thả tàu quá. Ở đây rất là nhiều bè nha. Xe khá là đông, xe của du khách khá là đông. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần. Ôi, quá trời xe luôn à. Đông, bữa nay là thứ bảy cuối tuần đông. Về núi. Núi bạn đã đến không? Ừ, bạn đã đến rồi. Ôi, quá rồi, Phương Anh ở đâu rồi? Chắc đổi tên thì sao? Đi tiếp đây còn mà. Còn không? Ở dưới nhóc kìa, đừng có gấp. Nó à, có cái đường đi ra cái cầu ở đó đó à. Cái bè đó. Thiếu cái gì? Có dầm dạm lời ghé mạng vô cái nào cũng được. Trời. Còn có ai quắt không? Quắt quẹo vô nhanh không? Quắt quẹo. Quắt thật vô. Quắt quẹo. Nó thấy chưa? Thấy chưa? Hôm nay bè đông quá trời ha. Khách to hả? Còn bạn không? Dạ còn. Ở đây rất là nhiều bè, nhưng mà hôm nay mình đi ngay cái bè này gặp khách đông quá à. Đi vô mới thấy khách đông vậy. Hồi nãy biết mình đi ra những cái bè ngoài kia được rồi. Giống như mấy năm trước đi á, đi bằng ghe ra thì vắng, không có khách nhiều. Gặp ngay cái đoàn khách tu quá trời đông. Thân nha. Rớt đi. Ấy giờ nó mới lưỡi. Cái này mình đi cũng cẩn thận. Mấy cái thùng phi này để nó nổi lên cái cầu dán lên nè. Mực á. Rồi xuống tới bè rồi, quá trời đông luôn. Ủa, mực sống kìa, mực tươi sống luôn. Mực là ăn mực nhảy hay sao? Ừ. Mực hay vậy á. Chưa đi đâu. Thank you.
con này nha. Nó đầm con đấy nữa. Mực. Dạ. À. Thôi trong ke. Muốn tập tập luôn. Đó, 2 kg rồi. Còn ký nữa. Chưa có rỗi nữa bạn. Hai con chứ. Nói chung mình đi 7 người mình cắt ra làm đông mình ăn hết mà. Còn cái món khác nữa sò nước. Sò thì mình ăn vậy lấy một ký thôi. Lấy một con cho mấy đứa nhỏ ăn. Lấy con bự nha. Rồi. Lấy con đi. Sợ ăn không hết. Còn ký tư. Còn 9 lạng. Rồi 9 lạng. Để em bắt lấy. Rồi anh này anh đang gây mê cho con tôm nha. Kìa cô bé cong xong rồi bỏ bè. Trời ơi cái gạch đó hả? Con đây là mình rất là hấp để em ăn luôn gạch luôn. Mình nướng mình ấp xuống là gì như nó gớt đúng không? Cái đây nướng mỡ hành đây, cần thau mình nướng phô mai đây. Ăn mỡ hành đúng không? Rồi rồi, vậy là sợi dương. Sống, bấm sao, thau. Bắt nó cũng hơi căng à. Cá bồ, cái kia là cá bồ da. Cá này tên gì anh? Cá này kêu... Ê giờ chị làm món gì? Nó kêu tên gì anh cá này nè? Cái gì? Bè hả? Lần trước mình đây ra cái vịnh này á, mình chưa có ăn được con mực tại vì đi ngay cái biển động không có mực. Lần này là đi ngay là có mực sống luôn nè. Nó mấy cái đen đen lội dưới là mực sống. Ở đây được cái là thức ăn tươi sống nhưng mà giá thì nó cũng hơi mình cũng không biết đúng hay không chứ mình cũng không dành mấy cái giá mấy hải sản tươi sống này nữa. Rồi sau một lúc thì mình đã có hàu nướng mỡ hành và sò sò dương hả? Sò dương nướng mỡ hành con nhỏ nhỏ nhưng mà nó mềm hơn là con bự nha, con bự nó cứng ngắc hả? Rồi mời quý cô chú anh chị các bạn thưởng thức qua màn ảnh nhỏ nha. Ăn
sao? Nhà nó ngon cỡ nào? Ăn thử hàu coi sao. Ăn cho Vinh nó thèm chơi chơi ha. Cho Vinh thèm ơi. Cái muỗng. Muỗng nó lắc á. Tàu nó chạy cái là sóng đánh á. Rồi, cho nhà cùng ăn nha. Thơm quá cả nhà. Người ta làm mình thơm kinh nghiệm có khác. Chào Nguyên. Cái hàu này sạch hàu trong mình là nước sông đang ngòm à. Cái này là đúng là cái sắp mới chết lên luôn á. Mấy? Sông á. Con này nó hấp hay nó luộc? Hấp. Rồi thử miếng mực coi cho nó tươi như thế nào. Trời ơi mực nó ngon. Ngọt hả? Giờ ngon hả? Hấp miếng ăn đây. Ta mới dọn đồ ăn chưa dọn chén ra nữa. Cuốn hết rồi. Đi chiếc đó ra ngoài kia 900 ngàn chiến. Chiếc ra tới đó mày về hả? Tắm, đi ra đó tắm rồi về. Hả? Nó có cái bãi bên đây. Bãi bên đây thì nó không đẹp bằng ngoài Hòn Nưa. Bãi bàn mực này rất là tươi ngon nha. Nít nắp luôn. Mấy nhúng nách mấy? Mấy được không mấy? Nhúng nách không? Nhúng nách à? Ê, cái vậy? Không ăn nữa. Con mật nấu rồi mà vẫn còn trong rồi. Cái này hết rồi. Đây là lẩu mực. Có mấy con cá bè mà cá nhỏ người ta cho luôn. Cá này là người ta nói là không ngon. Không ngon. Nhưng mà hồi mình ăn thử là tại người ta sống. Còn người ta hay ăn ngon chứ mình hay ngon. Ở ngoài Nha Trang thì mình cũng có ra đảo đồ ăn hải sản đồ như vậy, nhưng mà tại sẵn mình đi Phú Yên thì mình ghé trải nghiệm những cái nơi mà chị Sáu đồ với lại mấy đứa nhỏ nó chưa từng tới, chưa một lần đến. Với lại cái nắng Nha Trang mình thấy nó nóng quá. Bữa nay tính kêu cái gì à, ăn mà không có cái gì à, chỉ có cái vô thôi. Ăn thử cá này rồi. Mới ra đây chưa được ăn cái gì à. Chưa ăn cái gì là chưa có gì đúng không? Đó, gấp cá rồi định cả đó. Cái món tâm hồn đem ra chắc non ngắt nước chơi rồi nó ăn nổi không? Mấy em tâm hồn nãy anh làm gì vậy? Hấp xả luộc như làm. Cá này cũng ngon nhưng mà cá nhỏ người ta không có bán. Ta tặng cho khoảng 4-5 con á. Sao ăn? Mực
mực vớt ra luôn đi. Vớt mực cái hết đi đi. Chưa đã gì đưa ra ngoài đi. Tôm này ai ăn mấy? Tôm này gần ký mà. Con này 900 gram á. Dạ con có làm sao lại đó rồi. 650 ký. Con này tính ra 1,5 triệu á. Con này cả 1,5 triệu. Vậy mà anh Sáu với mấy thằng không ăn được tôm, buồn ghê. Tôm cá đi đâu anh? Bị dị ứng gì á? Sáu thì ăn được miếng chứ bé Hân rồi nó nghe cái mùi là nó sợ không ăn. Giờ chị Sáu ăn được chưa? Chị Sáu nhờ bộ công anh, chị Sáu ăn được chưa? Thuốc bộ công anh đó chị Sáu mua ở nhà thuốc Đức Thọ Xanh ở tỉnh Vĩnh Long, hình như trên mạng mình sợ có luôn á, người ta bán giao hàng tận nơi luôn á.
cái con tôm hùm nó sắp thay vỏ luôn nè, lột vỏ luôn nè, thay da luôn, quá ngon luôn. Quá đã. Người ta nói là nó lột là nó tăng thêm 100g nữa. Mỗi lần nó lột nó tăng thêm 100g. Đây có chiếc ghe người ta lại, người ta bán hải sản nè, người ta bán cho quán á. Rồi tạm biệt làng bè Vũng Rô, mình đi về thành phố Tuy Hòa. Nãy mới gặp cái chị hay xem kênh, chị ở thành phố, chị cũng đi ra Phan Thiết rồi chị. Cái chùm bông rồi đó đẹp đó chị, cái tóc hay đẹp nè. Con gì không biết nữa. Tưởng đâu là nhỏ tuổi hơn em, tính xưng chị rồi ai ngờ đâu, chị nói chị sinh năm 7 mấy. Nhỏ xíu mà 7 năm. Trẻ hơn em nữa. Bà con mắt không đang. Con đưa con ngồi như sát đâu mình coi sao. Đúng rồi, chụp ngay cái cây khô đó đó. Đứng tay vô ba chụp nè. Đó, nhìn xuống. Đúng rồi, nhìn lá cho đây á. Đúng rồi, nhìn dài. Mà đợt nó mướn chiếc xe gì nó hôi, cái mùi gì ở trên xe nó có cái chai gì á, anh xịt á, hôi. Cái xe cũng giống nè nè, mà số tự động. Đời kiến cho đời đèn tròn. Ờ, vậy là hôm bữa mình từ trong hình ăn ra quen bữa. Này là đường vô bãi môn. Đó, mình chạy xuống dưới nó có cái bãi biển cũng đẹp lắm. Đó là bãi môn. Trên đó ngọn hải đăng nó đi theo cái sườn núi nó đi dài dài lúc đó. Nó cái ngọn hải đăng mình thấy rồi đó. Nó ngọn hải đăng đó. Nè, đi lên đi bộ đi đây nè sáu. Ờ, chắc vậy quá. Ở thành phố cũng tắm biển được đúng không? Ừ, dẫn cho mấy đứa nhỏ thì tắm sáng giờ nó tắm ở Nha Trang nó ngứa quá nó chịu không nổi. Anh đi là 7 người, 4 người lớn, 3 đứa con nít. Mà em đặt khách sạn giùm anh cái khách sạn hôm chưa hồi trước ở cũng được á. Em đặt giùm anh là 2 phòng đó, mà phòng 2 giường á, 2 phòng, phòng đôi á, khách sạn hồi trước ở thấy im á. Rồi cầm. Anh giờ anh tới bãi môn rồi, tới ngọn hải đăng rồi, phải tầm khoảng hơn tiếng nữa anh ra tới á. Rồi quá đẹp. Không có đắp gì hả? Tại vì cái bãi này á phải chạy xe mà hai cầu á mới ra được, mà giờ nắng như vậy ai tắm. Này chiều hoặc là sáng á thường mấy đứa đi gửi xe ở trên đó. Lội tuốt vậy. Lội tuốt xuống như này. Xài rồi. Đúng rồi. Mà ở đây đâu có tắm nước ngọt gì đâu, phải lội lên trên đó, mà không biết trên đó có tắm không. Hồi lần tôi đi Biển Động mà quá trời đẹp. Thấy có một số người đi cắm trại đó, đi camping đó, chạy xe vô tới mé luôn nè.
thiệt chứ đứng trên đây nhìn xuống mà cái cảnh nó đẹp mà phải nhức nách luôn á, không cần phải ăn ngon, quá đẹp. Có biển kìa, cái cát mịn. Ở đây gió mát quá mà hơi nắng, nắng quá. Giờ là 2 giờ chiều cho nên là không thể nào mà tắm được à. Từ cái bãi đi xuống xa quá, cho nên là mình vô thành phố Tuy Hòa mình tắm luôn. Nhà anh em nó dẫn đi tắm, anh em mà 3 năm mấy trước mình có vô nhà nó, mình có quay á. Thực sự ra đứng đây là mình không muốn đi đâu chứ, đứng đây nhìn ngắm cảnh thôi nó đã mãn nguyện rồi. Thôi giờ phải đi tiếp rồi. Thật chất ra cảnh quá đẹp, ai đi ngang thì cũng phải ghé xe lại đây. Ở đó cũng đẹp. Thôi qua đi, sao đẹp bằng cảnh nãy không biết nữa. Này gọi là ngao sơn hoàng thủy. Tôi không thèm ngắm cảnh, phía trong đây người ta nuôi công nghiệp nè, nuôi tôm gì á. Rồi bây giờ mình đang đi qua cây cầu Đà Nông. Cây cầu này có cái sông bự qua nè, người ta đang xây dựng cái đê kè bên ngoài mé biển đó. Rồi mờ quá không thấy đó, ta đang xây dựng cái đê cái kè gì đó. Cái vỏ quá. Con quỷ đã sắp xếp sẵn rồi, nó bông lên đùi chị, nó ngồi đánh con chờ chỗ con này nó bay lên đây nè. Hèn gì mấy con này nó sắp xếp hay vậy chứ. Xếp gì? Quỷ nó bay lọc chị, nó ngồi như vậy nè, đừng quyên nó bay ra đây, ngồi đây luôn. Gì chưa chỗ. Nó giơ hai cái vỏ nó lên rồi, đừng nó chui ra, nó chưa chỗ trong quyên rồi nè. Nó mới đang bay ngoài biển đang đáp xuống á. Ủa nó bay tới mình rồi kìa. Anh sao né 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 anh sao? Gì vậy? Gì vậy? Bên đây nè. Bên đây nè. Đó bây giờ. Đó. Bây giờ. Đó, đáp xuống sân bay rồi. Rồi, chỉnh đích xuống rồi kìa. Chỉnh đích. Máy bay mà. Trời ơi, chỉnh đích xuống rồi. Trời ơi, máy bay mà làm được chỉnh đích. Máy bay thiệt chứ. Hồi mấy năm trước mình đi mà máy bay mình đi đường đó. Ở đây là phía bên đây là bãi biển. Đi xong rồi mình ghé sân bay đó, mình đi taxi vô trong kia cũng có, từ đây vô thành phố Tuy Hòa cũng có chục cây à. Rồi cầu này cầu gì quên mẹ rồi. Bữa mình có đi cầu này luôn nè, đi dắt tối đó. Cầu Hùng Vương. Cầu này là cầu Hùng Vương. Bữa đi dắt tối mình chị của mình đó. Ai vậy? Cầu Hùng Vương. Vô thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, lần thứ hai đến lại, trở lại nơi đây. Chắc là giờ thay đổi thiếp lắm, tại vì cũng gần 4 năm rồi. Có ai tắm sông không? Tắm sông thì ra đây nè. Đây là sông nước, chứ mà nước biển hả? Nước sông pha với nước biển. Thành nước lợ lợ. Thì vừa mặn có chút ngọt ngọt. Mặn nhiều hơn lợ. Rồi mình gần tới khách sạn rồi. Mình ở khách sạn là vừa qua khu Wincom chút xíu, bên tay trái có cái hẻm vô. Mình có Wincom. Mày nói những nước rồi sao?
hai con nó nhướng qua nhướng lại dữ trời đi chứ. Tình qua nhướng nhướng Mỹ nhướng nhướng ghê. Ồ chứ. Bây giờ có cái tòa nhà quá trời bự. Sao nhướng cho mày được hay vậy? Đó anh nhướng anh đó. Vậy sao? Chứ nữa. Ai không bấm thì thiệt tình chứ. Còn như là tới đó. Cái đường rẽ con Lương phía trước á, rẽ tay trái. Rẽ Lương ơi. Không nhớ phải đúng không nữa. Không phải thì đây quán cà phê, đây quán cà phê nhóc. Cái gì? Ủa nước cỏ. Sao? Phải hư quay rồi. Quay vô đi, có gì không được chạy ra. Đi trong đây nè anh ơi. Anh chớ hay rồi đó, đúng rồi. Quay vô đây nè, chồng mấy anh ta trái nè. Chạy gần cuối đường, lông lên. Đi lông lắm. Đúng rồi. Trời ơi. Ê chị nhớ hay không? Cái bên có cà phê Phi Long luôn đó. Có. Có đó. Giờ bữa nay mướn đây nữa hay mướn đâu? Mướn đây luôn. Đó, bên đó. Đâu. Đó, khách sạn này có cà phê luôn. Ghé lên cổng khách sạn bỏ đồ xuống. Giờ mình ở khách sạn Phi Long nha. Khách sạn 3 năm trước nó từng ở. Phòng ở đây thì nhỏ nhỏ xinh xinh. Ôi ơi nó sáng. Tại vì còn có một cái phòng mướn hai phòng hai giường mà còn phòng có còn hai phòng một. Còn một phòng hai giường, giường trên 6 mình ba người cho nên mình ở phòng nhỏ hơn. Phòng một giường. Giờ để đồ xong cái mình đi tiếp đi chơi tiếp.